Bây giờ xin mời bà con mình nghe chương thứ 30 của hồi ký tù cải tạo Đại học máu của tác giả Hà Thúc Sinh. Gần một tuần lễ sau, bọn Vĩnh đã hoàn toàn làm quen được với nếp sống mới, thì một hiện tượng mới xảy ra. Từng đợt Molotova lần lượt kéo đến đổ những đám tù mới khác xuống con lộ bên hông trại. Buổi trưa lao động về, Vĩnh cùng các bạn đứng nơi một góc sân quan sát sự việc. Bọn vệ binh và quản giáo cũ mới lồng lộng chạy tới chạy lui để điểm danh và bàn giao cho nhau. Bọn tù thì mệt mỏi, rũ rượi, ngơ ngác và cuống cuồng. Hoặc cảnh này y hệt hoặc cảnh đã xảy ra cho đám Vĩnh một tuần trước đây. Nhẩm đếm, Vĩnh thấy trại một ít lắm cũng được bổ sung thêm 200 tù mới tới. Anh nói với các bạn đứng bên cạnh: "Lấy chỗ đâu cho họ ở nhỉ?" Một tay trả lời vu vơ: "À, hội trường nhét 300 thằng vẫn đủ, nhưng chỉ có thể tạm thời thôi chứ." "Dĩ nhiên, có gì vĩnh viễn trong cái trại cải tạo đâu, muốn một xương à?" Một tiếng gọi lớn của Hóa làm Vĩnh ngoái lại. "Vĩnh, gì thế?" Hóa chìa ra cho anh xem một cái bao cát, bên trong Vĩnh thấy một đống cỏ xanh xanh. "Ông dân hướng đạo có biết rau này không?" Vĩnh quan sát rồi lắc đầu. "Chịu." "Mấy thằng Nam Kỳ gọi là rau đắng, xơi được." Vĩnh cầm lên một chút quan sát. Hình thù của lá rau nhỏ tí ti và có màu xanh đậm. "Ăn được không đó cha, chơi vào cứng lưỡi cả đám thì bỏ mẹ." Hóa nhún vai. "Đỡ phải phát biểu." Nói đoạn Hóa lại lôi bên dưới cái bao cát ra một mớ cỏ khác. "Gì nữa đây?" "Tụi nó bảo là cải cúc rừng, nấu lên thơm như mùi cải cúc nhưng ăn nhiều ngứa cổ vì nó có lông. Mấy tay cò quen biết thu hoạch được ở ngoài bờ suối cho một ít. Cái này có thêm tí tôm khô nữa thì có lý lắm." Vĩnh đang bận tâm theo dõi đám mới đến xem có ai quen không, nên anh không chú ý lắm đến mớ rau cỏ Hóa thu hoạch được. Anh chỉ trả lời: "Hình như có me sườn kim à, còn để dành được tí tôm khô, ông chạy hỏi nó xem sao." Nói rồi, kệ Hóa muốn đi đâu thì đi, Vĩnh tiếp tục đứng quan sát những người mới đến. Anh đang thất vọng vì chẳng thấy ai quen, thì một tiếng reo khẽ cất lên cạnh anh. "Ồ, trạng lớn lên nữa kìa. Đúng rồi, L4T3 kìa." Vĩnh chạy lại gần một chiếc Molotova vừa thả một số tù xuống gần cổng nằm phía sau dãy nhà mang chữ D. Vĩnh vừa nhận ra được vài tay ở khối 2 trước đây. Ông già đang Huỳnh Công Cẩn, Nguyễn Hồng Bình. Kim đang đứng ở gần Vĩnh, nó cũng vừa nhận ra vài tay trong khối cũ của nó. "Ấy, Vĩnh hả? Tụi trạng lớn ông ơi, tôi vừa nhận ra mấy thằng cùng khối, thằng Toàn, thằng Hỷ, hình như còn nhiều nữa." Vậy là chắc chắn trạng lớn đã có đợt chuyển trại thứ hai, và tin đồn sẽ có sự thay đổi toàn diện ở trại này có thể đúng. Giờ chia cơm đã tới, nên Vĩnh và mọi người phải trở về phòng. Hiện tại Vĩnh Hóa và Kim ăn cơm chung với nhau. Bữa cơm hôm nay được trang trí thêm với lon canh cải cúc rừng nấu tôm khô và một mớ rau đắng chấm với nước muối. Vĩnh vừa ăn vừa suy nghĩ. Chẳng lẽ chúng dẹp căn cứ trảng lớn? Vài tháng trước đây Vĩnh từng nghe đồn Cộng sản sẽ tái sử dụng căn cứ trảng lớn như một bộ tư lệnh cho sư đoàn 5 của chúng, nhằm mục đích phòng thủ vùng Tây Ninh, vì nơi biên giới Việt Miên đã có một cái gì đó. Tin đồn này rất có thể đúng, vì những tháng sau cùng ở trảng lớn, bọn cai tù đã dùng nhiều phần trăm công tù vào việc khai hoang lên luống khoai lang khoai mì, đồng thời dựng thêm rất nhiều láng mới kiểu nền đất máy tranh trong phạm vi bộ chỉ huy trung đoàn. Ông lại những việc đã làm, Vĩnh thấy rõ ràng, Việt Cộng đã bắt tù biến căn cứ trảng lớn thành một địa điểm có một căn bản tiếp vận tự túc, mà nói theo ngôn ngữ của chúng là một cơ sở hậu cần tự cung tự cầu. Khác với mọi lần, bữa cơm chẳng ai nói với ai điều gì. Hóa cố gắng nuốt vào bụng mớ cải cúc rừng của hắn. Lắm khi Vĩnh có cảm tưởng, Hóa đang cố nuốt cho trôi xuống bụng từng miếng da chó còn đầy lông. Vĩnh không thể nuốt nổi thứ rau đầy lông ấy. Anh chan tí nước vào lon cơm đựng khoai, thứ cơm tù khốn khổ, mà có muốn lùa cho xong bữa cũng không lùa được vì sự lởm chởm của nó. Riêng Kim thay vì ăn cải cúc rừng, nó ngồi nhai ngấu nghiến từng gắp lớn rau đắng chấm nước muối. Lâu lâu nó lại nói:
Phải phát huy các ông ạ. Trâu đắng chấm nước muối ngon như xà lách xoong trộn dầu giấm vậy. Bữa ăn trưa xong thì cũng vừa lúc những anh em mới tới được lùa vào hội trường của trại một. Vĩnh Trửa vội quát đũa cất vào kệ đầu chỗ nằm rồi mò lên hội trường. Đông quá, ít ra cũng phải 200 mạng. Họ nằm ngồi ngổn ngang trong hội trường. Vĩnh nhìn quanh và nhận ra Cẩn. Anh phóng nhanh về phía bạn. Cả hai thấy nhau mừng ra mặt. Cẩn lên tiếng trước. Gặp ông nữa rồi. Vĩnh xà xuống ngồi cạnh bạn. Sao, đám còn lại đi đợt ông nhiều không? Nhiều lắm, quá nửa trại. Từ hôm các ông đi có hai đợt khác nữa đi theo rồi mới tới tụi tôi. Họ có về đây không? À không, đợt này là đợt thứ hai từ trận lớn được chuyển về đây. Nếu thế chắc chắn có một số đã bị đưa ra Bắc và một số đi Công Sơn hay Phú Quốc gì đó. Riêng lần chuyển trại này tôi biết còn nhiều anh lời khác nữa cũng được đưa lên đây. Tụi thằng đứng ra sao? À đi trước tôi một đợt, đợt ấy nghe đồn đưa về Bình Dương. Có thuốc không cho xin bi đi. Trước khi đi tôi có nhiều thằng đã được lãnh quà, tôi chưa được lãnh. Danh sách những người có quà đọc trước khối có cả tên ông. Vẫn không nói gì thêm, anh chạy trở về nhà kiếm cho Cẩn bi thuốc. Một lúc vẫn quay trở lại. Cẩn vừa kéo xong bi thuốc, hắn ngã lưng xuống nền nhà, thều thào trong hơi khói. Nghe nói quốc tế làm mà, dữ lắm, đòi thăm viếng các trại cải tạo. Thành thử có thể có một số trại phải đóng cửa để chứng minh nhà tù Việt Nam không quá nhiều. Vĩnh ngẫm nghĩ, cái đó chưa đủ yếu tố khẳng định, tuy nhiên cá thể trên 50% trận lớn được giải tán. Cẩn ngồi lên, lúc này ông già đang đã nhận ra Vĩnh. Ông ta sáp lại, vẫn cái giọng chậm rãi hiền lành, ông nói, ông ai Vĩnh đấy à, trái đất tròn hỉ. Vĩnh cười, nhưng đâu có tròn bằng bi thuốc Lào phải không bác Đan? Ông già cười thật tươi, ông lúc nào cũng thế. Nụ cười của ông đang chợt như tươi hơn nữa khi Vĩnh chìa ra cho ông một bi thuốc sau cùng, anh còn để dành trên vành tai. Húc đi bác Đan, húc cho say để thằng Dung. Ông đang cầm lấy cái điếu, ông nhét bi thuốc vào nó rồi ngẫm nghĩ. Tội nghiệp nó, kỳ quà vừa rồi, nó lại có tên nữa. Như thế là vợ con nó vẫn chưa hề hay biết gì. Cuối cùng chỉ béo mấy thằng bộ đội. Bác có tìm cách thông báo cho gia đình nó không? Ông đang kéo bi thuốc, lục bùng trả lời. Ông à, cũng rõ tôi rất ngại bị liên lụy. Nhưng kỳ thư trước đây 2 tháng tôi có viết xa xôi để gia đình tôi thông báo cho gia đình nó. Kiểu này chắc lũ con tôi chúng đọc thư mà không hiểu ý. Tất nhiên vẫn thấy thương ông già đang kinh khủng. Vợ ông chết trước ngày mất nước có mấy tháng. Gà trống nuôi 9 đứa con. Đùng một cái ở tù không biết ngày nào ra. Vĩnh vội tìm lời an ủi ông. Thôi à, thì như thế bác cũng đã cố gắng làm tròn nghĩa vụ với người bạn quá cố. Tụi nhỏ ở nhà chúng đọc mà không hiểu chẳng phải lỗi ở bác. Lần sau biên thư nếu muốn tụi nhỏ chúng hiểu, bác hãy mời tôi làm cố vấn. Đánh một là nghề của tôi mà. Chuyện vẫn qua lại một lúc, Vĩnh lại phải quay về khối vì những tiếng cản trưa vừa dục dã vang lên. 10 phút sau đó, đội trưởng chức từ cổng trại học tốc chạy vào các bê thông báo. Tất cả ngưng lao động chiều nay, biên chế toàn trại. Vào lúc 2 giờ trưa thì bọn quản giáo và vệ binh đã vào đầy trong sân trại. Vĩnh nhìn sang phía hàng rào trại bên cạnh, anh thấy bên đó cũng nhộn nhịp như bên này, muốn gặp xanh hết sức mà không thấy nó bén mảng ra hàng rào. Vĩnh nghĩ bụng chắc bên đó và các trại khác cũng cùng tình trạng. Anh tính nhẩm cứ mỗi trại thêm 200 người thì lấy chỗ đâu mà nhét, chắc chắn sẽ phải có một số lớn lên đường đi về một nơi nào khác nữa. Ai, bà, đi đâu? Câu hỏi ấy vẫn luôn luôn là một câu hỏi vô phương trả lời trong đời tù cải tạo. Tin chuyển trại vừa tung ra thì tiếp theo đó là một màn khám đồ kiểu mới, khiến Vĩnh và các bạn không khỏi hoảng hốt. Ở đây chúng khám đồ độc địa hơn cảnh bài chợ trời trên trảng lớn. Đùng một cái tất cả mọi người bị đuổi ra khỏi phòng xếp hàng ngoài sân. Quản giáo vệ binh và đội trưởng lần lượt ghé thăm từng nhà. Nhà B1 đã khám xong, giờ đến lượt nhà B2. Đội trưởng Chúc thật hăng hái, lôi hết đồ đạc của từng người đặt xuống nền nhà. Sau đó hắn bước ra cửa xướng tên người bị khám. Người bị khám bước vào nhà để chứng kiến cảnh khám đầu của mình. Tất cả mọi thứ được lục tung dưới những đôi mắt cứu vợ của 2 tên vệ binh và tên quản giáo. Những quyển từ điển Anh Pháp, những quyển vở ghi chép, những vật bén nhọn, những ống chích,
những lon cống vượt quá ba cái đều bị tịch thu và xếp vào một đống. Lần biên chế và khám đầu hôm nay, Vĩnh bị tịch thu một cổ tràng hạt bằng bạc, kỷ vật có người anh cả tặng cho trước khi anh đi tù theo diện cấp tá. Vĩnh cũng mất luôn cây thánh giá nhỏ xíu mà đến gửi theo cho anh trong lần rời khỏi trảng lớn. Khi các bê đã khám đầu xong và lúc những đồ đạc bị tịch thu được đội trưởng và vài tay đội viên trực khác dồn hết lên mấy chiếc xe cải tiến đẩy lên khung, thì lệnh nói rõ ai đi ai ở được thực sự ban ra. Những tờ danh sách được đem vào từng nhà đọc lớn, danh sách cho thấy hầu hết thành phần cảnh sát bị đem đi. 3:30 chiều thì 90% anh em cảnh sát đã ba lô quả mốt lên đường. Không khí trong trại nháo nhào và vội vã. Vĩnh quan sát thấy ở đây họ chia tay nhau gọn như một nhát kiếm. Không mấy ai tỏ ra ngậm ngùi cho ai. Tuần như họ cũng chán mặt nhau lắm rồi. Chỉ mong sao đừng thấy nhau lần nữa. Không có cảnh bệnh rịnh, không hề thấy ai dám dúi cho ai cái gì dù một cái ghế gỗ, kể cả cái bao cát. Cái lọ chao không, cái gầu múc nước đều được gồng gánh mang đi. Bác Tấn cũng ra đi trong chuyến này, Vĩnh mới quen nhưng quý bác thật nhiều. Anh nắm tay bác Tấn có vẻ ngậm ngùi, bác nói với giọng khàn khàn. Lạ quá, tôi cũng lính tại sao họ không cho tôi ở với các ông nhỉ? Ở với các ông tôi cảm thấy khỏe khoắn lạ thường. Vĩnh cười, an ủi bác. Mới có 1 tuần chung đụng với bác còn lạc quan đó, ở lâu với nhau sợ rồi bác cũng phát điên đầu. Bác Tấn hơi ngẫm nghĩ, nhưng đỡ hơn chứ, dù gì các ông cũng thẳng thắn, máu nhà binh mà. Tôi thích nếp sống bực nhau thì co cẳng chân hà cẳng tay đàn ông hơn, nhòm nhòm ngó ngó rồi làm những trò vớ vẩn tôi ghét lắm. Bác bỏ lửng câu nói nhưng Vĩnh hiểu, dù sao bác có kinh nghiệm về tập thể nơi đây nhiều hơn Vĩnh. Và câu bác nói dòm dòm ngó ngó rồi làm những chuyện vớ vẩn, Vĩnh hoàn toàn hiểu ý. Vĩnh nắm chặt tay bác lần nữa. Thôi, chúc bác đi bình yên và sớm được về với lũ cháu nhỏ. Chúng nó chắc nhớ ông nội ghê lắm. Nước mắt rưng rưng, bác Tấn xốc lại cái túi trên vai. Vĩnh vừa thương vừa buồn cười khi thấy lưng đã vác nặng. Tay bác vẫn không quên cầm theo cây chổi được bện bằng cỏ lau thật chặt. Khi những người được biên chế đã leo hết lên những chiếc Molotova đậu dọc theo con lộ, thì một lớp người khác cũng gồng gánh, từ trại 2 tiến sang trại 1. Họ vượt qua một khoảng trống không biết bị cắt từ lúc nào, nơi hàng rào ngăn đôi hai trại. Vĩnh đứng đếm, không nhiều lắm, chừng trên 100 người. Tiến lại gần hơn, Vĩnh phát hiện ra họ toàn là dân trảng lớn, cùng biên chế lên đây, với anh từ đợt trước, trong đó có cả Sanh. Tất cả cũng được dồn vào hội trường, những cảnh tay bắt mặt mừng lại diễn ra giữa những người từng quen biết nhau. Trong lúc ấy thì mấy tay đội trưởng các đội A, B, C, D hối hả chạy lên hội trường. Họ hò hét bắt tất cả thu xếp đồ đạc gọn ghẽ thứ tự vì trong vài phút tới sẽ có quản giáo xuống nói chuyện. Ít phút sau quản giáo xuống thật, dẫn đầu đám quản giáo vẫn là tên quản giáo bị liệt một tay mà gần tuần nay vẫn ít khi gặp. Dù hắn đang xử lý chức vụ quản giáo của cả hai đội A và B. Lũ chúng kéo vào hội trường, tuồn như không có thì giờ để ý đến quang cảnh bừa bộn trước mặt. Tên liệt tay lên ngay sân khấu và tiến tới trước máy vi âm nói. Tôi thay mặt ban chỉ huy trại 1, nhiệt liệt chào mừng các anh cải tạo viên mới nhập trại. Hiện tại trại ta đang có nhiều vấn đề cần giải quyết. Thế nên tôi yêu cầu các anh tuyệt đối yên lặng nghe tôi đọc danh sách biên chế các anh về các nhà mới. Các anh đội trưởng cũng lắng nghe cho kỹ để bố trí tốt các đội viên của mình về đúng nhà quy định. Cơ bản là nghe rõ làm nhanh để giải phóng sớm hội trường. Nói đoạn tên quản giáo nâng lên gần mắt một tờ danh sách và đọc lớn. Khi bản phân phối người cho các đội các nhà đã đọc xong, bọn quản giáo trao quyền lại cho các đội trưởng và quầy quả bỏ đi. Vậy cái tên quen thuộc đã lọt vào B2. Vĩnh và các bạn cũ trở về phòng trước. Anh đứng dưới dàn mớp triệu trái ngó những người mới đến, lũ lượt gồng gánh để vào các phòng theo sự hướng dẫn của các đội trưởng. Đến lúc này Vĩnh nhận ra thêm được vài người nữa. Nguyễn Văn Ý, tổ A5 khối 2 trảng lớn. Võ Duy Dương, anh chàng rỗ chịch, từng là môn đệ có võ sư Kít Thâm Sầy. Một trong những đại đội trưởng của sư đoàn chính bộ binh và là người của khối 1 trảng lớn,
còn một số nữa nhưng vẫn không biết tên. Khi những người mới đến đã vào hết các phòng, vẫn mới trở về chỗ nằm. Trong phòng anh hiện tại quá nữa là người của L4T3 trước đây, một số khác cũng từ trảng lớn lên, nhưng họ hoàn toàn lạ mặt đối với Vĩnh. Có lẽ từ các láng khác như Cẩn đã nói. Các tổ mới được thành lập ngay và những người cùng tổ với Vĩnh hiện tại gồm Đặng Xuân Bính, Nguyễn Văn Hóa, Phạm Kim, Nguyễn Văn Ý, Vũ Duy Dương, Trần Văn Hỷ, Võ Hữu Hiệp, Đặng Đình Hồng, Vĩnh và Phạm An Toàn. Anh chàng sau cùng này chính là kẻ ở cùng khối với Hóa và Kim trên trạng lớn trước đây, cựu thiếu úy trợ y, có giọng nói nửa đực nửa cái và có lần Nguyễn Thành Đính đã cả quyết hắn ghé thăm bếp khối 2 vào đêm giao thừa năm rồi. Sự ghé thăm ấy đã làm cho khối 2 mất biến hơn hay thao cháo lòng. Bạn cũ chẳng có gì phải thủ thế, chỉ một lúc sau từng nhóm đã kéo nhau ra giếng tắm ào ào. Đám mới đến có nhiều người đã được nhận quà gia đình từ trảng lớn, đám vẫn chẳng có gì nhưng vẫn được ăn ké hú ké đủ thứ. Trong phòng, nhóm bạn cũ từ trảng lớn đều kéo đến chỗ Vĩnh tán gẫu, Tiến Hóa Tạc Kim Ý, đủ thứ chuyện được đem ra kể, rồi đối chiếu, rồi suy luận. Nhìn quanh thấy nhóm nào cũng thế, Vĩnh ngó sang một nhóm đối diện với chỗ nằm của anh. Họ toàn dân lạ mặt nhưng ăn nói rất bạo. Một tay ngồi tựa vào vách, tay xoa bàn chân sưng phồng và than thở. Mẹ nó, có đôi dép trâu phút cuối lại bị thủng mất, đi đâu guốc phòng cha nó cả chân. Nghe câu than thở, Vĩnh chợt nhận ra mặt tay này. Lúc hắn khập khiễng trên đôi guốc cao thấp không đều bắt đầu từ hội trường về phòng. Có lẽ ngoài Kim Vĩnh chưa thấy tay nào lụm thủm hơn hắn. Người bạn ngồi cạnh tay này than thở lên tiếng trách cứ. Mày cả chớn, đôi dép cũng không giữ được. Có đôi sư cô cho mày bận cũng để mất một chiếc. Trong lúc mọi người đang tán gẫu thì đội trưởng Chúc lại xuất hiện. Đội trưởng lúc này trông không còn vẻ hung hăng như thuở bọn Vĩnh mới đến nữa. Có thể hắn đã cảm nhận được một cách đau đớn rằng quyền uy trong tù không phải là thứ vững bền. Quả lại giờ đây dù thế nào, Chúc cũng đã rơi vào cái thế thiểu số trong khi bọn mới đến thằng nào trông cũng như gấu. Chúc dịu giọng thông báo. Yêu cầu tất cả các bạn tắm rửa sắp xếp đồ đạc cho gọn ghẽ, lệnh quản giáo tất cả các nhà phải tiến hành bầu xong nhà trưởng và các khối trưởng trước giờ cơm chiều. Một người lên tiếng hỏi, ủa, có đội trưởng rồi bầu nhà trưởng làm gì? Chúc gượng gạo trả lời, trên quỷ bỏ chế độ đội trưởng, các anh cứ biết thế thôi. Nói đoạn Chúc bỏ sang phòng khác, dù sao thì việc bầu bán không phải là việc thích thú trong tù, ngoại trừ đem những tay thực sự có máu bon chen trong người. Nhìn qua phong thái của đám mới lẫn đám cũ trong B2, có thể nói hơi khó tìm ra được một kẻ có máu bon chen chức sắc nơi đây. Hơn thế, nếu không có một động lực thúc đẩy chắc chắn, chiều nay B2 không cách gì có được một nhà trưởng. Vĩnh nhìn qua nhân số trong phòng, tất cả 50 người, LT3 chiếm hết 3/5, anh nảy ra một ý kiến và nói nhỏ với Hóa. Ông lên tiếng bắn cái cho mấy tay bên kia đi. Kim dễ nảy khi nghe được lời đề nghị của Vĩnh với Hóa, nó càng nhằn. Mình chưa biết họ ra sao, trao quyền khơi khơi cho họ khốn nạn cả đám. Mò chỉ khoái các to làm để mò thoải mái thôi. Nghe Kim thủ thỉ, Vĩnh cũng thấy thương nó. Trong anh em Kim dĩ nhiên là người bạn tốt, nhưng với cộng sản nó sẽ không tốt tí nào. Bốc dáng thì cồng kềnh chậm chạp, lao động thì lơ vơ lờ vờ và làm biến thuộc loại vô địch. Anh em đã phải đặt cho nó cái tên là người thợ Vĩnh. Dựng sườn nhà ư, nó chỉ đặt tay vào mấy thanh gỗ, kéo nước tưới cây ư, nó chỉ níu lấy sợi dây và lết hết đi theo những bước chân nặng nề bấu vào đất của anh em. Hút cước ư, đầu tiên cô cậu lôi ra một cái khăn quấn quanh đầu để bịt mũi bịt miệng như một kiếm sĩ bí mật. Quả thật, nếu không có anh em bên cạnh đỡ đần, Kim rất dễ lãnh búa với bọn quản giáo về sự tiêu cực trong sinh hoạt cải tạo của nó. Bù lại, Kim tương đối tốt bụng với anh em. Có cái gì ăn được cũng chia chác với các bạn. Mặc dù bản tính hơi nhát gan, nhưng lại rất liều lĩnh trong vấn đề nấu nướng linh tinh. Tránh lúc nào là nó tìm cách nấu nướng lúc đó. Dù rằng có nấu nướng dở nhất thế giới và chưa bao giờ Vĩnh ăn được một món gì do Kim nấu mà thấy ngon miệng. Không nhạt quá thì cũng mặn quá, không có cát trong mì thì cũng phải có sâu trong rau.
Thế nên, nghe Vĩnh đề nghị bán cái chức nhà trưởng cho đám lạ mặt, Kim dãy nảy cũng phải. Đang bàn tính thì tên quản giáo què tay chợt xuất hiện, hắn nhìn quanh hỏi, ở đây sao, bầu bán gì chưa? Vài tiếng đáp lộn xộn, dạ chưa. Tên quản giáo có vẻ ngạc nhiên, các anh quân sự cả bầu ra một nhà trưởng và một nhà phó mà suốt lúc đến giờ không xong việc. Nhìn qua một vòng bà có lẽ nhận thấy chẳng tên tù nào có vẻ hào hứng với việc bầu bán, nên hắn đề nghị luôn, ở đây có anh nào tổ trưởng cũ không? Người tổ trưởng cũ còn sót lại chỉ có mình Bính, biết có chạy cũng chẳng thoát, Bính đành giơ tay. À có tôi. Tên quản giáo đề nghị luôn, vậy à, để tranh thủ có người đại diện đi giao ban chiều nay, tôi đề nghị anh Bính làm nhà trưởng luôn, các anh có nhất trí không? Dĩ nhiên chẳng ai phản đối. Chức sắc trong tù chỉ có ba loại phải đem lưng ra, gánh gồng, một điên, hai hèn hạ, ba không may, Bính thuộc vào hạng không may. Một tên cao hứng vỗ tay, những tiếng vỗ tay khác nhảy vào góp vốn. Đặng Xuân Bính ngượng nghịu đứng lên làm lễ đăng quang. Tên quản giáo trước khi bỏ đi còn nói thêm, tôi cho nhà trưởng toàn quyền chọn một nhà phó, sau đó hai anh trụ trì công tác bầu ra năm tổ trưởng và năm tổ phó. Trước giờ cơm chiều, khi những chiếc Molotov cuối cùng rời con lộ chạy theo lối cổng trại số 1, để lại những lớp bụi đỏ bám trên những cây gòn khô cằn, bám trên những dàn mốc xanh tươi, bám trên những mái tôn thấp tè của những dãy phòng ngủ chật chội, để đem những anh em cảnh sát về một nơi không ai biết, thì trại 1 ở tất cả các nhà đã hình thành một cơ cấu mới. Riêng B2 có Đặng Xuân Bính làm nhà trưởng, Huỳnh Công Cẩn làm nhà phó, Nguyễn Văn Hóa tổ trưởng tổ 1 với Hỷ làm tổ phó. Chương thứ 30 đến đây chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp chương thứ 31.